Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Lê Hằng, sinh năm 1975, hộ khẩu thường trú ngõ 222 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội, về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, vào khoảng 20 giờ 10 phút ngày 10 tháng 3 năm 2023, tại trước địa chỉ số 104 Khâm Thiên, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Đống Đa làm nhiệm vụ tuần tra phát hiện bắt giữ Bùi Thị Lê Hằng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gần 0,7 gram ma túy tổng hợp. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận số ma túy được mua với giá 500.000 đồng để bán lại cho khách. Được biết trước đây, Hằng đã từng là diễn viên tham gia một số bộ phim. Theo thông tin từ Công an tỉnh Hòa Bình, khoảng 15 giờ ngày 23 tháng 4, tại km 29 700 đường 12B thuộc địa phận xóm Mến Bôi, xã Kim Lập, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến hai phụ nữ tử vong. Theo đó, chiếc xe ô tô bán tải biển kiểm soát 28C do Bùi Hữu Nam, sinh năm 1987, trú tại xã Mỹ Hòa, huyện Kim Bôi, điều khiển theo hướng dốc Quân đi thị trấn Ba Hàng Đồi đã va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 28B1 do Bùi Thị Ngọ, sinh năm 1972, trú tại xã Đông Bắc, huyện Kim Bôi, điều khiển đi theo hướng ngược lại. Phía sau xe chở theo chị Bùi Thị Thanh, sinh năm 1975, trú tại xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi. Hậu quả vụ va chạm mạnh đã khiến hai người phụ nữ tử vong tại chỗ. Liên quan đến vụ tai nạn lật xe chở gỗ keo khiến 6 người bị thương, trong số đó có 2 phụ nữ mang thai. Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4, sản phụ tên B được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Các bác sĩ xác định sản phụ B bị đa chấn thương ở vùng mặt, bụng bị trầy xước, gãy xương đùi, tinh thần hoảng loạn, mất nhiều máu do tai nạn giao thông. Lập tức truyền cho nạn nhân hơn 6 đơn vị máu, sơ cấp cứu cố định xương đùi. Sau khi hội chẩn liên viện với sự tham gia của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi, các bác sĩ nhận định sản phụ có biểu hiện suy thai, nên quyết định phẫu thuật mổ lấy thai khẩn cấp để cứu sống được bé gái nặng 2,8 kg. Đến sáng 23 tháng 4, sức khỏe bé gái sơ sinh tiến triển tốt, không còn thở oxy. Hiện tại cả hai mẹ con đều bình an. Trước đó, vào khoảng 18 giờ 20 phút ngày 22 tháng 4, trên tuyến quốc lộ 24, xe tải chở gỗ keo chạy từ hướng huyện Ba Tơ về cảng Dung Quốc thì gặp nạn ở xã Ba Đồng. Chiều 23 tháng 4, Ủy ban Nhân dân xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai xác nhận trên địa bàn đã xảy ra trận mưa đá gây thiệt hại nhiều diện tích hoa màu. Theo đó, vào khoảng 17 giờ ngày 22 tháng 4, một cơn mưa đá kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ kèm theo lốc xoáy đã làm tốc mái hiên rộng hơn 100m2 của nhà anh Hà Chí Công ở ấp 7, xã Thanh Sơn. Mưa lốc cũng đã làm nhiều diện tích hoa màu như xoài, bắp, mít bị gãy đổ, gây thiệt hại lớn cho người dân. Ủy ban Nhân dân xã Thanh Sơn đã cử lực lượng hỗ trợ đồng thời thống kê thiệt hại để kịp thời hỗ trợ người dân. Ngày 23 tháng 4, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết từ các mẫu bệnh phẩm giám sát dịch tễ trong cộng đồng của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh và Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện các biến thể phụ mới của Omicron gồm XBB.1.5, XBB.1.9.1, XBB.1.16 và XBB.1.16.1. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 8 tháng 4 đến ngày 14 tháng 4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh đã lấy 13 mẫu giám sát dịch tễ gửi Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, trong đó 11 mẫu có kết quả là biến thể phụ mới. Việc phát hiện đồng loạt nhiều biến thể phụ mới của Omicron đang thịnh hành trên thế giới có thể giải thích hiện tượng gia tăng đột ngột số ca mắc mới COVID-19 trong mấy ngày qua tại thành phố Hồ Chí Minh và ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, những biến thể phụ mới phát hiện cũng là những biến thể phụ đã có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới và được WHO xếp vào các nhóm biến thể đáng quan tâm hoặc biến thể cần được theo dõi. Trong thông báo ngày 22 tháng 4, Tổng cục An ninh Quốc gia Maroc cho biết lực lượng hải quan và an ninh đã phát hiện và tịch thu lô hàng cần sa giấu tinh vi trong một xe tải liên vận tại cảng Tanger, đồng thời bắt giữ lái xe người Maroc 45 tuổi. Trong một chiến dịch khác cũng tại Tanger, cơ quan chức năng Maroc đã thu giữ gần 60 kg cocaine trong một xe container chở hàng đông lạnh. Số ma túy được giấu trong lô hàng cá ngừ có đóng dấu từ Ecuador và nơi nhập cảnh là Tây Ban Nha.